bài lật ngửa để cứu lấy linh mục, để cứu lấy Nguyễn Nam Phong cũng như chút danh dự hảo còn sót lại của mình. Linh mục Nguyễn Đình Thục chơi chiêu tất tay lật ngửa ván bài chống đối chính quyền bằng bản thông báo chính thức lên tiếng về việc Phong bị bắt nhằm kiếm sự đồng thuận và giúp sức từ cộng đoàn giáo xứ. Ván bài lật ngửa trong bản thông báo này, sau đây tôi xin phép được phân tích theo ba khía cạnh để bạn đọc rõ về Thục. Thứ nhất, kẻ cô độc đáng thương mang tên Nguyễn Đình Thục với việc các chân tay thân tín cận kề lần lượt bị cắt cụt, khiến lần nhập kho của Nguyễn Nam Phong mới đây càng chứng tỏ lưỡi hái tử thần đang chĩa mũi vào Thục. Y không thể không sợ hãi và buộc phải chấp nhận sự đuối thế của mình khi đang rơi vào cảnh cô độc bởi sự ghẻ lạnh, nếu không muốn nói là sự từ bỏ rơi của cộng đồng giáo xứ. Bởi sự quay lưng của giáo dân khi bắt đầu xuất hiện nhiều luồng ý kiến tỏ ý không tán thành với cách hành xử của Nam và Thục. Bởi đội cờ đỏ Sơn Hải đang ngày một lớn mạnh, nhiều lần vạch rõ bản chất làm chứng gian của Thục. Thế nên, dù dằn vặt lời bao biện trong bản thông báo của mình nhưng chốt lại, cái hắn muốn vẫn là sự giúp sức cả về tiếng nói và vật chất từ cộng đồng giáo hội, hy vọng lặp lại một vụ gây rối theo kiểu đòi người ở Diễn Châu lần thứ hai trong lần bắt Hoàng Đức Bình cách đây không lâu. Thứ hai là Thục là kẻ làm chứng gian dối khi rất nhiều sự việc cho chúng ta thấy rất rõ, từ việc lừa gạt cả cộng đồng giáo hội trong việc bắt giữ Hoàng Đức Bình, tức là nói dối bản thân Thục bị bắt để kêu gọi giáo dân kéo đến gây rối, và là kẻ vong ơn bội tín ăn cháo đái bát, miệng lưỡi đổi trắng thay đen khi tuyên bố công an cộng sản cố tình sắp xếp gài bẫy đưa hắn vào thế bí, buộc hắn phải hai lần nhờ lực lượng công an giải vây trong các cuộc đụng độ với nhân dân yêu nước, dù trước đó hắn ngoan như cún con, khẩn thiết nhờ sự cậy sự hợp tác từ chính quyền giữ mạng cho hắn. Cho đến lần này y quá trơ trẽn khi đứng ra bênh vực cho một kẻ phản đồ phản đạo rững mở chơi đỉ, còn khẩn khoản tuyên bố rằng còn khẳng định lần nữa anh Phong là người có đạo đức tốt. Chẳng biết liệu khi đọc đến đây Nguyễn Thị Yến vợ Phong có cảm thấy chồng mình sao hổng bỗng nhiên đẹp lên bất ngờ đến vậy, hay trong đầu của Thục đạo đức tốt là những kẻ làm lăng loàn đỉ điếm như vậy. Thứ ba là trong bản thông báo Thục công khai bênh vực không ngớt lời ca ngợi những kẻ phản động mang tên Cù Huy Hà Vũ, Lê Văn Đài, những kẻ ăn cơm nhà vắt tù và hàng tổng là thành viên cốt cán của tổ chức phản động Việt Tân và bị xử kịch khung với nhiều tội danh phản quốc. Thục cho rằng tất cả đều bị công an cộng sản hãm hại, thế nhưng vô hình dung Thục lại đang minh chứng cho cả thiên hạ biết y biết quá rõ về những con người này, đến cả cái nhỏ nhất và tế nhị nhất là bao cao su mà Huy Hà Vũ đã dùng. Đây đích thực là một con quạ đen, một trong những con bài chiến lược của Việt Tân núp bóng dưới dạng linh mục để gieo rắc phá hoại lợi ích dân tộc hàng ngàn năm xây dựng. Suy cho cùng, dù hắn có viết dài hay ngắn, biện bạch trăn trối thế nào đi chăng nữa, bản chất của một tên nghịch đồ phản quốc đang dần lộ diện. Giáo hội Công giáo từ lâu đã nhắm mắt làm ngơ cho hắn vì hắn còn nhiều giá trị sử dụng hơn thế. Với họ, Nguyễn Đình Thục là một con vẹt biết nói, một cỗ máy kiếm tiền hữu hiệu để bòn mót hút máu đồng bào và đô la bẩn từ các tổ chức cá nhân phản động ở hải ngoại. Thuộc nên nhớ rằng y vẫn còn là công dân nước Việt và y vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình như mọi công dân khác, dù có là linh mục đi chăng nữa. Đấy, các bạn vừa xem một bài rất vui. Bài này